Nếu nước mặn trên trái đất này đều biến thành nước ngọt thì sẽ như thế nào? Trong khoảnh khắc đó, vấn đề nước ngọt trên trái đất sẽ được giải quyết, nhưng hầu hết tất cả mọi người đều không nhận ra rằng nguy hiểm đang đến một cách lặng thầm. Chỉ một ngày sau, tất cả những sinh vật biển sẽ dần chết đi. Trong quá trình tiến hóa 10.000 năm, các tế bào của loài cá đã hoàn toàn thích nghi với áp suất thẩm thấu trong nước biển. Vậy nên nếu nước mặn mà biến thành nước ngọt thì những tổ chức bên trong cơ thể của chúng sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Chỉ một tuần sau, đa số những sinh vật phù du và loài tảo sẽ bắt đầu biến mất. Theo nghiên cứu phân tích, 70% tác dụng quang hợp trên trái đất là do loài tảo dưới biển hoàn thành. Vậy nên, nếu loài tảo dưới biển biến mất hoàn toàn thì khí oxy trên trái đất này sẽ giảm xuống hơn 70%. Hơn nữa, khi những loài tảo này phân hủy sẽ thải ra lượng lớn khí metan đi vào và tồn đọng trong đại khí quyển và sản sinh ra nhiều hơn nữa khí carbon dioxide. Những động thực vật trên cạn cũng sẽ bị ảnh hưởng, hiệu ứng nhà kính tăng lên, trái đất bắt đầu chìm vào trong tuần hoàn ác tính. Một tháng sau, tất cả những động vật dưới biển đều chết, những hải sản đông lạnh cũng dần cạn kiệt. Tất cả những ngư dân trên biển gần như thất nghiệp. Cả một chuỗi liên kết về biển bắt đầu dần dần biến mất. Một năm sau, khí hậu trên trái đất có thay đổi lớn. Thành phần muối biến mất khiến cho mật độ nước biển hạ thấp xuống và vì vậy sẽ không có hải lưu tới điều hòa khí hậu. Khí hậu cận xích đạo sẽ trở nên bình thường hóa đi rất nhiều, bảy châu lục lớn sẽ xảy ra những trận mưa bão lớn mà từ trước tới nay chưa từng có. Hoạt động vỏ trái đất tăng lên, động đất và núi lửa phun trào liên tiếp xảy ra. Chỉ trong vòng duy nhất một năm là trái đất không còn thích hợp cho con người sinh sống nữa. Vậy nên, thành phần muối dưới biển có tác dụng quan trọng trong việc duy trì cân bằng của trái đất. Thực ra những đại dương sơ khai không hề giống với bây giờ chứa hàm lượng muối cao. 4 tỷ 500 triệu năm trước, vỏ trái đất vừa nguội xuống sau trận nóng cực độ, lúc này nhiệt độ khí quyển cũng dần hạ thấp và không ngừng hình thành hơi nước, dẫn tới việc mưa bão thất thường, rất nhiều những dòng chảy đã hòa hợp vào với nhau và cuối cùng hình thành đại dương sơ khai. Trong quá trình những dòng nước này chảy vào trong biển, không ngừng bào mòn những mảnh đất hay nham thạch mà dòng nước đi qua làm cho nó bị phân hủy rồi tạo ra các loài sinh vật biển. Thêm vào đó là hoạt động địa chất dưới đáy biển cũng sẽ hòa tan một bộ phận muối tới nước biển. Và lượng muối trong biển ngày càng nhiều lên, có một nhà khoa học từng tính ra, nếu dùng muối của nước biển phơi đều trên bề mặt trái đất có thể đắp thành một lớp muối cao 40 tầng nhà. Tuy nhiên, mặc dù hàm lượng muối trong nước biển nhiều nhưng đáng tiếc thay, khi thời tiết trái đất ấm lên, nước biển của Đại Tây Dương đã dần nhạt đi. Khi nước biển nhạt dần đi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hải lưu. Dòng chảy lạnh chảy về xích đạo nhưng dòng chảy ấm thì lại ngược lại chảy về hai cực. Điều này đã đẩy nhanh quá trình băng tan, băng tuyết tan chảy không những khiến cho mực nước biển tăng lên mà còn nguy hiểm tới người dân sinh sống vùng ven biển và còn khiến cho lượng tài nguyên nước ngọt ngày càng ít đi. Hiện nay, thiếu nước đang là vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt. Để tìm được nguồn nước có thể sử dụng được, loài người đã nỗ lực không ngừng, ví dụ như kỹ thuật làm nhạt nước biển mới ra đời. Tuy nói rằng nó có thể hóa giải được khủng hoảng nước ngọt ở một mức độ nhất định, nhưng kỹ thuật này vẫn tiêu hao rất nhiều vốn nguồn nhân lực và nguồn điện. Hơn nữa, sau khi nước biển được làm nhạt đi thì nước thải lại được thải về biển, điều này lại tạo nên một vòng tuần hoàn ác tính, những sinh vật biển cũng sẽ chịu ảnh hưởng khá lớn. Vậy nên từ bản chất mà nói, việc làm nhạt nước biển không phải là cách để giải quyết vấn đề thiếu nước ngọt. Thực ra biện pháp có hiệu quả nhất vẫn là sử dụng tiết kiệm và trân trọng nguồn tài nguyên nước đang ngày một cạn kiệt. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được trái đất và cũng chỉ có như vậy mới giúp cho loài người chúng ta sống tiếp.